Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì đã có nhiều khán thính giả đã hỏi về những người chống cộng cực đoan, liệu họ có tập trung tổ chức biểu tình chống phá phái đoàn của ông Thủ tướng Nhà nước Việt Nam hay không? Thì chúng tôi cũng xin thưa là có, thưa quý vị. Và họ hỏi là chẳng hạn như ở California như thế nào? Thì theo trang nhà Facebook của ông Nguyễn Thiện Thành ở California thì ông cho biết là có một phái đoàn người Việt nói không với Cộng sản đã khởi hành theo cái lộ trình đến Bắc California, San Francisco để mà có thể biểu tình, thưa quý vị. Và trên màn hình thì ông chụp phía bên trong của chiếc xe bus và thật là ái ngại khi mà trên chiếc xe bus rộng mênh mông này chỉ có vài ba người, một người đội nón vàng ba sọc đỏ giống như bà Bùi Kim Thành, còn lác đác thì chỉ còn có vài người khác, thưa quý vị. Có thể nói tổng số những hành khách ở trên chiếc xe bus rộng mênh mông này là khoảng 7 người, kể cả người tài xế. Thì đó là bức hình mà chúng tôi nhìn thấy được ở trên trang nhà của ông Nguyễn Thiện Thành, thưa quý vị. Thì với cái lực lượng từ Nam California đi bằng xe bus lên trên San Francisco thì thấy quá thấp. Nói chung là con số rất là ít ỏi. Điều này khiến cho ban tổ chức hết sức bối rối khi mà họ vẫn nghĩ rằng là cộng đồng người Việt sẽ đi biểu tình rất đông. Nhưng trên thực tế thì không có. Và ở ba địa điểm mà phía ban tổ chức cho Thủ tướng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ông Phạm Minh Chính, một là hội nghị về xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, thì cũng không thấy các bác cờ vàng đến để mà biểu tình phản đối. Ở cột thứ hai, xin thưa là xin lỗi, là ở cái địa điểm thứ hai thì cũng vẫn không thấy những người mang cờ vàng ba sọc đỏ đến chống đối, thưa quý vị. Và dường như là họ không biết tin tức gì về những cái cuộc tiếp xúc, cái chuyến đi này. Xin nhắc lại, ở San Francisco thì trong ngày hôm nay có 3 sự kiện. Một là ở Asia Society Policy, nơi này là dành cho các học giả, những nhà nghiên cứu, những thành viên, vì phải đóng phí mới được vào cái tổ chức này, thưa quý vị. Tức là tổ chức mang tên Asia Society Policy. Thì đó là địa điểm thứ hai. Và địa điểm thứ ba thì đó là nơi gặp gỡ kiều bào Việt kiều yêu nước ở vùng San Jose, San Francisco, vân vân, thưa quý vị. Thì ở ba địa điểm chính yếu ngày hôm nay thì có thể nói là không thấy những người cờ vàng ba sọc đỏ ra chống đối một cách quyết liệt như trước đây, thưa quý vị. Thì đó là tin tức cho biết như thế. Và chúng tôi cũng xin tường trình cho quý vị như thế, thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.